Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Phở Đậu. Trong video ngày hôm nay, Bếp Phở Đậu chia sẻ đến các bạn cách làm nước mắm để ăn cùng với lại cơm tấm hay là bún thịt nướng, hoặc là mình dùng để trộn gỏi cũng đều rất là ngon. Ở trong nhà mình mà có sẵn một hũ nước mắm như thế này thì cực kỳ là tiện lợi. Và nếu các bạn cũng đang tìm hiểu một cách pha nước mắm ngon chuẩn vị để ăn cùng với lại cơm tấm hay bún thịt nướng thì hãy theo dõi video của Bếp Phở Đậu ngày hôm nay nhé. Đây là toàn bộ nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Về phần nguyên liệu của ngày hôm nay cũng rất là đơn giản và mình sẽ sử dụng theo tỷ lệ của chén ăn cơm nha các bạn. Với một chén nước mắm thì mình sẽ sử dụng một chén đường, nửa chén nước lọc, 5 muỗng canh giấm anh, 1/4 miếng thơm và không thể thiếu đó chính là một ít tỏi ớt. Nước mắm hôm nay mình sử dụng là nước mắm 40 độ đạm nha các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng nước mắm có độ đạm thấp hơn thì mình sẽ tăng cái lượng nước mắm lên một tí xíu ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành nấu nước mắm. Mình sẽ cho hết nước mắm, đường, nước và giấm vào trong một cái nồi. Sau đó mình bắt lên bếp và mình đun sôi. Các bạn lưu ý trong lúc đun thì mình sẽ đun với lửa nhỏ thôi ha. Tại vì cái phần nước mắm này của mình mà để lửa to quá thì nó rất là dễ bị tràn ra ngoài. Và khi mà mình đun sôi nước mắm thì ở phía trên nó sẽ có nổi những cái phần bọt nhỏ như thế này. Đó là do nước mắm của mình có cái lượng độ đạm cao đó các bạn. Lúc này thì mình sẽ cắt nhỏ 1/4 gốc thơm mình cho vào cùng luôn. Và mình sẽ đun tầm khoảng 15 đến 20 phút đến khi nào mà mình dùng muỗng mình múc lên mình thấy nước mắm của mình có cái độ sánh nhẹ là được. Trong lúc đun nếu mà có nhiều bọt quá thì mình sẽ hớt cái phần bọt ở phía trên ra cho nước mắm của mình được trong nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hẹn giờ ha, mình hẹn 15 phút. Sau khi đun được tầm khoảng 15 phút thì lúc này cái phần nước cũng đã bốc hơi đi gần hết rồi. Trong nồi chỉ còn lại chủ yếu là nước mắm và đường thôi. Nên khi mà mình dùng muỗng mình múc lên mình thấy nước mắm của mình có cái độ sánh nhẹ như thế này. Mình đun như thế này đã được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình vớt cái phần thơm này ra. Nước mắm khi mà vừa nấu xong còn nóng thì cái độ sánh của nó chưa có nhiều đâu các bạn. Mình cứ để nguội hoàn toàn hoặc là mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh thì cái phần độ sánh của nước mắm sẽ tăng lên rất là nhiều luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ để ở đây cho nước mắm nguội hoàn toàn. Trong thời gian đợi nước mắm nguội thì mình sẽ đi xay nhuyễn một ít tỏi ớt. Cái lượng tỏi ớt này mình xay ít thôi nha các bạn. Mình sử dụng đến đâu mình xay đến đó thôi ha. Tại vì mình thấy nước mắm mà cho tỏi ớt vào để qua ngày hôm sau thì cái nước mắm của mình nó sẽ bị hôi mùi tỏi đó các bạn. Nên là khi nào ăn thì mình chỉ lấy một lượng nước mắm vừa đủ mình xay tỏi ớt mình cho vào thôi ha. Còn cái phần nước mắm dư còn lại thì mình sẽ cho vào hộp và mình bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khi nước mắm đã nguội hoàn toàn rồi thì mình sẽ lấy một lượng nước mắm vừa đủ mình cho ra chén. Sau đó mình múc một muỗng tỏi ớt xay nhuyễn mình cho vào, mình khuấy đều lên. Cái lượng nước mắm dư còn lại thì mình sẽ cho vào hũ và mình bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Với công thức pha nước mắm này thì các bạn có thể sử dụng để ăn cùng với lại cơm tấm, bún thịt nướng hay là trộn gỏi cũng đều rất là ngon. Trong trường hợp nếu mà các bạn sử dụng để ăn cùng với lại gỏi cuốn hoặc là bánh ướt thì mình chỉ cần thêm một ít nước và chanh nữa là xong, rất là đơn giản. Ở trong nhà mình mà có sẵn một hũ nước mắm như thế này thì cực kỳ là tiện lợi, cách nấu cũng không mất quá nhiều thời gian nữa. Các bạn hãy tham khảo cách nấu nước mắm này từ kênh Bếp Phở Đậu và làm để gia đình của mình cùng sử dụng nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.